Vị thứ 25, thầy TTC, sinh năm 1945, tại thành phố Biên Hòa, cư ngụ tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hỏi 3 câu. Câu 1. Nếu nói như thầy, tôi không nhận được tiền của người khác cúng dường hay sao? Câu 2. Tôi thường tổ chức cho Phật tử đi làm từ thiện, như thầy nói là không có công đức gì sao? Câu 3. Thầy chúng tôi dạy, những vị cúng tài vật lớn được ví như là ông Cấp Cô Độc hồi Đức Phật còn tại thế. Câu dạy ấy thầy cho là như thế nào? Trưởng ban trả lời. Câu 1. Người tu trong chùa được phép nhận tiền của người tin tưởng đến cúng. Số tiền mà thầy nhận nó được thành tựu những phần như sau. 1. Nếu thầy biết tạo công đức thì người cúng được hưởng một phần. 2. Nếu thầy chỉ tạo ra phước đức thì người cúng cũng được hưởng một phần. 3. Nếu thầy đem số tiền này làm chuyện mê tín dị đoan thì người cúng cũng chia một phần mê tín dị đoan với thầy. 4. Còn nếu thầy đem số tiền này làm chuyện phi đạo đức thì người cúng phải chia sẻ phần tội lỗi nhiều hơn thầy. Đồng nghĩa, người cúng đó phải liên đới chịu trách nhiệm với việc cúng dường của mình. Vì 4 điểm trên nên Đức Phật dạy người cúng dường phải cúng dường bằng trí tuệ, tức phải hiểu thật rõ ràng vị thầy mà mình cúng dường. Câu 2. Phần thầy dẫn Phật tử đi làm từ thiện để có công đức. Phần công đức thầy không hiểu nên mới nói như vậy. Thầy giống như ông vua Lương Võ Đế ngày xưa bên nước Trung Quốc đó. Câu 3. Sư phụ của thầy so sánh với những người cúng dường lớn hiện nay như ông Cấp Cô Độc ngày xưa. Ngày xưa, ông Cấp Cô Độc bỏ ra số vàng lớn để mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để dâng cúng cho Đức Phật và các đệ tử của Ngài ở. Sư phụ thầy không hiểu chuyện Đức Phật ngày xưa nhận cúng dường của ông Cấp Cô Độc nên ví như vậy. Chúng tôi xin nói rõ việc ông Cấp Cô Độc ngày xưa cúng dường cho Đức Phật được Đức Phật nhận là nguyên do như sau. 1. Khi ông Cấp Cô Độc nghe Đức Thế Tôn giảng về Phật tánh, ông Cấp Cô Độc được và rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính ông, nên ông có trình thưa với Đức Thế Tôn: trên đời này con không thấy gì quý bằng Phật tánh của con. Để chứng minh vật chất không quý bằng Phật tánh, con xin bỏ ra số vàng lớn để mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, dâng cúng dường cho Đức Thế Tôn và các đệ tử của Ngài ở. 2. Đức Phật nghe ông Cấp Cô Độc trình bày như vậy, nên Đức Phật đồng ý và có lời dạy như sau. Như Lai chấp nhận cúng dường của ông, vì ông đã nhận ra Phật tánh của ông nên Như Lai mới nhận. Nếu ông chưa nhận ra Phật tánh mà cúng dường thì Như Lai không nhận. Vì sao vậy? Vì nếu nhận của ông cúng dường để ông được phước đức thì đồng nghĩa Như Lai xúi ông đi trong lục đạo luân hồi. Trưởng ban nói tiếp, thầy chưa hiểu chỗ Đức Phật nhận cúng dường của ông Cấp Cô Độc mà lại dẫn người khác đi cúng dường để có công đức. Thầy làm như vậy, Đức Phật gọi là nấu cát mà muốn thành cơm đó. Còn nói nặng hơn là thầy đang mù mà dẫn một đám mù đi theo thầy nữa. Không biết thầy TTC có hiểu lời của trưởng ban trả lời mình không? Thầy nói, bộ trưởng ban nói thầy chúng tôi không biết pháp môn thiền tông chứ gì? Trưởng ban nói với thầy TTC, chúng tôi không dám nói sư phụ thầy và thầy không hiểu thiền tông, nhưng bất cứ ai hỏi chỗ cúng dường để tạo ra công đức, người đó phải trả lời được chỉ một câu hỏi bình thường như dưới đây thì chúng tôi mới trả lời. Vậy xin thầy trả lời cho chúng tôi biết tu làm sao để được giải thoát. Thầy TTC suy nghĩ một hồi lâu mà không trả lời được nên trưởng ban nói, chỉ một câu hỏi bình thường mà thầy không trả lời được thì làm sao thầy biết pháp môn thiền tông học này? Trưởng ban nói tiếp, trên đây là sơ đẳng của Đức Phật dạy mà thầy không biết.
việc cúng dường để có công đức hay phước đức thì thầy làm sao hiểu được ý sâu màu của Đức Phật dạy nơi thế giới này? Thầy TTC nghe trưởng ban chê mình không biết gì về sự cúng dường cũng như lời cao sâu của Đức Phật dạy nên đứng lên bỏ đi ra ngoài. Vị thứ 26, kỹ sư Trương Thái Huỳnh, sinh năm 1944 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có hỏi: Kính thưa trưởng ban, tôi tu theo đạo Phật từ nhỏ đến lớn, quy y với một vị thầy có tiếng. Nói chung, tất cả những pháp môn tu theo đạo Phật tôi đều có tu qua. Sau cùng, tôi có hỏi các vị thầy dạy chúng tôi: Pháp môn mà thầy dạy cho chúng con có được giác ngộ và giải thoát không? Những vị thầy chúng tôi hỏi, không vị nào trả lời được. Tôi được người bạn tặng cho hai quyển sách viết về thiền tông học mà trưởng ban giảng giải. Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần hai quyển sách ấy, thấy rất hay. Tôi có bốn cái thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải thích cho. Cảm ơn. Thắc mắc 1. Người tu theo đạo Phật, mục đích chính là gì? Thắc mắc 2. Tu theo pháp môn thiền tông có được giác ngộ và giải thoát không? Thắc mắc 3. Thầy của chúng tôi dạy 4 câu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói. 1. Bất lập văn tự. 2. Giáo ngoại biệt truyền. 3. Trực chỉ nhân tâm. 4. Kiến tánh thành Phật. Thầy chúng tôi giảng. 1. Không viết ra thành văn. Vì sao vậy? Vì không ai viết. 2. Truyền ngoài kinh điển. Vì pháp môn này nói đông phải hiểu tây. 3. Người thầy dạy trò. Người trò phải tu tâm. 4. Khi nhận định được tâm tính của mình rồi thì tu mới giải được. Thắc mắc 4. Xin trưởng ban giải thích rõ về tánh Phật và tánh người. Hai thứ khác nhau như thế nào? Xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời. Thắc mắc 1. Kính thưa kỹ sư Trương Thái Huỳnh, mục đích của Đức Phật dạy đạo là ý Ngài muốn giúp cho loài người giác ngộ và giải thoát để trở về quê hương chân thật của mỗi người. Nhưng vì loài người bị các thứ bệnh như sau nên rất ít người hiểu được. 1. Chấp sự hiểu biết của mình là phải. 2. Thích nương danh người khác. 3. Không chịu suy xét rõ ràng. 4. Chỉ chú ý nghe lời người nói hay. Trên đây là 4 căn bản hầu hết những người đi nghe giảng đạo hiện nay không chịu tìm hiểu lời chân thật của Đức Phật dạy. Do đó, người giảng hay người đi nghe không ai biết giác ngộ hay giải thoát là gì. Vì vậy, kỹ sư hỏi giác ngộ giải thoát làm sao họ trả lời được. Thắc mắc 2. Mục đích người tu theo pháp môn thiền tông là giác ngộ và giải thoát. Nhưng người đó phải học cho thật hiểu hai phần như sau. 1. Phải hiểu chữ giác ngộ là gì. Khi hiểu thật rõ rồi thì mới tu theo đạo Phật đúng được. Còn không biết giác ngộ là gì, chắc chắn bị người khác lừa mình. Dù có đi nghe ông thầy cũng không hiểu giác ngộ giảng. Có nghe ông ta nói 100 năm, ta cũng là ta thôi. Tức ta vô minh cũng là ta vô minh. 2. Phải hiểu giải thoát là sao? Còn vị nào không biết giải thoát mà đứng ra dạy người khác giải thoát? Đức Phật dạy, người này nếu là tu sĩ gọi là thượng mạng tăng. Người không xuất gia mà phạm lỗi này gọi là ngạo mạn nhân. Hai hạng người này khi hết phước đức sống nơi thế giới này sẽ bị đi ra ngoài lục đạo luân hồi, tức đi vào con đường số 7. Thắc mắc 4. 4 câu này không phải của Tổ Bồ Đề nói, mà của Đức Phật dạy đệ tử lớn của Ngài là ông Tỳ Kheo U Ba Ly. Sau này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma lập lại, nhưng người viết lại bị sai nhiều chữ, do đó nghĩa kinh bị sai. Đức Phật có dạy rõ 4 câu này như sau. Vào đời sau, vị nào muốn giải thích 4 câu này cho đại chúng hay người khác biết
thì người đó phải hiểu thật rõ pháp môn thanh tịnh thiền là tu làm sao. Người này ít nhất phải đạt được bí mật thanh tịnh thiền thì mới giảng đứng được. Còn ai ham danh, ham lợi, chưa hiểu pháp môn thanh tịnh thiền là gì mà đứng ra dạy cho nhiều người khác, đó là lừa người để kiếm danh và lợi. Bốn câu này trong Huyền Ký Đức Phật có dạy như sau: Bất lập văn tự, vị nào tu theo pháp môn thiền tông, nếu được vị thiện tri thức dạy ba phần như sau thì mới dạy người khác đúng được. Hiểu rõ pháp môn tu này, cảm nhận được lời của Đức Phật dạy bằng cách khóc hay mừng, giải mã được tất cả những lời Đức Phật dạy, dù Ngài dạy rõ ràng hay ẩn ý, gọi là đạt được bí mật thiền tông, được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Ba phần này, kỹ sư nên tìm đọc lời dạy của sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng về chùa Đồng thì sẽ rõ hơn. 2. Giáo ngoại biệt truyền. Pháp môn thiền tông học này, Đức Phật dạy riêng cho tổ Ma Ha Ca Diếp để vị tổ này truyền riêng theo dòng thiền tông thôi. Vì vậy, không viết trong các kinh điển bình thường được, chớ không phải nói đông, phải hiểu tây. Vì sao vị thầy này giảng như vậy? Vì vị thầy này chưa biết pháp môn thiền tông học là gì, nên tưởng tượng ra để giảng và kiếm danh và lợi thôi. 3. Trực chỉ nhân tâm. Câu này người dịch bị sai hai chữ, viết đúng là trực chỉ chân tánh, tức vị thầy phải chỉ thẳng được tánh chân thật của người trò, thì vị thầy đó mới đúng là một vị thiện tri thức. 4. Kiến tánh thành Phật. Thầy kỹ sư dạy kiến tánh là nhận định. Tại sao thầy kỹ sư dạy như vậy? Vì thầy của kỹ sư chưa biết tánh người là gì, thì làm sao biết tánh Phật được? Vì không biết mà giảng cho người khác nghe, bắt buộc phải tưởng tượng ra để giảng, để kiếm danh và lợi nên phải giảng như vậy. Đức Phật dạy, ai mà giảng như trên, giống như nói mình nấu cát để thành cơm vậy. Trưởng ban nói, những vị được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, họ biết rất rõ. Kỹ sư nên tìm hỏi những vị này, mà chúng tôi có nêu tên tuổi và địa chỉ của những vị này trong các sách do tác giả Nguyễn Nhân xin xuất bản. Kỹ sư Trương Thái Huỳnh lại hỏi, trưởng ban trả lời như vậy, chúng tôi hiểu. Ai tu theo đạo Phật cốt yếu là để giác ngộ và giải thoát. Cớ sao chúng tôi hỏi, không vị nào dám quả quyết như trưởng ban trả lời cho chúng tôi. Trưởng ban nói, Đức Phật dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu. Pháp môn 1, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, biến vật nhỏ ra lớn. Pháp môn thứ 2, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, nói chuyện mênh mông nơi thế giới này. Pháp môn thứ 3, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, tìm kiếm những bí ẩn trong vật chất. Pháp môn thứ 4, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, mơ mộng những cảnh đẹp ở cõi có hình sắc. Pháp môn thứ 5, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, khiến cho vật chất để trước mặt di chuyển. 5 pháp môn nói trên, người tu theo đạo Phật rất thích, vì các pháp môn này đánh trúng lòng tham của tất cả mọi người. Do đó, người đứng ra dạy được nhiều người kính nể và được nhiều người đến nghe cúng tiền. Người đến nghe về nhà khoe với bạn bè hay người thân trong nhà là mình đã hiểu đạo Phật rất cao. Còn người đứng ra nói thì được hai thứ danh và lợi. Người đến nghe thì được danh là mình đã được tiếp xúc với người tài và giỏi. Rốt cuộc, người nói và người nghe đều bị dính vào danh và lợi cả, nên không biết gì là giải thoát. Pháp môn thứ 6, Đức Phật không sử dụng tâm vật lý mà Ngài sử dụng tánh Phật của chính mình để dạy người tu theo pháp môn thiền tông học này phải hiểu căn bản như sau thì mới đúng lời của Đức Phật dạy được. Trưởng ban đưa ra ví dụ về pháp môn thiền tông học này như sau.
như ở trong khu vườn rộng lớn. Ở giữa khu vườn có ngôi nhà lớn, chung quanh nhà là sân, chung quanh sân bao bọc bởi hàng rào. Hàng rào có 6 cửa vào sân, vào được trong nhà duy nhất chỉ có một cửa. Trong 5 cửa vào sân nhà gồm: cửa thứ nhất nhìn thấy những cảnh đẹp và lao sao, cửa thứ hai nhìn thấy vô số văn thơ tuyệt hay, cửa thứ ba nhìn thấy công dụng kỳ lạ của các cảnh vật trong sân, cửa thứ tư nhìn thấy cây cảnh trong sân tuyệt đẹp, còn động vật vô cùng tuyệt quý, cửa thứ năm nhìn thấy công dụng kỳ lạ của vạn vật trong sân, cửa thứ sáu không thấy gì hết mà chỉ thấy có một khoảng không mênh mông vô tận. Trước khoảng không mênh mông vô tận đó dường như có một màn trong suốt như pha lê. Bên kia màn trong suốt đó là vùng mênh mông trong sáng, có rất nhiều hình tướng không đồng đều nhau. Hình tướng thật lớn có màu vàng ánh đậm, hình tướng vừa có màu vàng ánh nhạt hơn, hình tướng nhỏ có màu vàng ánh rất nhạt. Trưởng ban nói, các phần nói trên trong huyền ký Đức Phật có dạy như sau: ai vào được cửa từ số 1 đến cửa số 5 là cửa còn trong sức hút của vật lý âm dương, nên còn bị đi trong lục đạo luân hồi. Vị nào vào được cửa thứ 6 là cửa trực diện vào cửa chính của nhà, nếu bước thẳng vào thì được vào hẳn bên trong nhà. Trong kinh Đức Phật gọi là vào được cửa bí mật thiền tông. Nếu ai vào được trong nhà mà có duyên thật lớn sẽ được rơi bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Kỹ sư Trương Thái Hòa ngắt lời trưởng ban hỏi, bể tánh thanh tịnh Phật tánh là gì? Trưởng ban trả lời tiếp, trong huyền ký Đức Phật có dạy, đây là thế giới mười phương, từ vô lượng kiếp đến nay, những vị thành Phật đều vào đây cư trú, không thể đếm hết được, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi chung là mười phương chư Phật ở. Trưởng ban lại nói, những vị Phật ở trong cõi mười phương này có rất nhiều hình bóng lớn nhỏ khác nhau. Vì sao vậy? Vì quý ngài khi còn ở trong loài người, mỗi vị tạo công đức có khác nhau, nên pháp thân của mỗi vị cũng phải khác nhau. Kỹ sư Trương Thái Huỳnh nghe trưởng ban giải đến đây, bỗng ông nghẹn ngào khóc và nói, suốt đời chúng tôi đi tìm học đạo giác ngộ và giải thoát, không đâu chỉ rõ như ở đây. Không ngờ ở miền quê xa xôi hẻo lánh này mà có những lời vàng ý ngọc của Như Lai dạy nơi thế giới này. Vị thứ 27, thầy TNQ, là đệ tử của một vị thầy có tên tuổi. Ba vị thầy nữa và hai Phật tử cùng đi xe 7 chỗ đứng lên hỏi trưởng ban mấy câu rất thú vị như sau. Chùa thầy để bảng tu thiền tông, vậy tu thiền tông là tu làm sao? Trưởng ban trả lời, tu thiền tông là tu thiền tông đó. Thầy TNQ gằn giọng nói, trả lời trớt quốc mà cũng bày đặt trương bảng tu thiền tông. Trưởng ban lễ phép hỏi thầy TNQ, vậy thầy tu theo đạo Phật là tu làm sao cho ra khỏi sanh tử luân hồi? Thầy TNQ tằng hắng giọng lên nói, tu Phật là tu tâm, tu tánh và tu thân. Trưởng ban cũng lễ phép hỏi thầy TNQ 4 câu như sau. 1. Vậy thầy có biết cấu tạo của một vị Phật? 2. Cấu tạo thân của một con người. 3. Cấu tạo tâm của một con người. 4. Cấu tạo tánh của một con người. Thầy TNQ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mà không đáp, nên trưởng ban cũng lễ phép nói với thầy TNQ, thầy ngồi đó mà suy nghĩ, khi suy nghĩ được để trả lời cho chúng tôi là cái suy nghĩ của phàm phu, đem cái suy nghĩ đó đưa vô quan tài mà chôn đi. Thầy TNQ bị trưởng ban hỏi bí nên xuống giọng nói với trưởng ban, chúng tôi đến đây đem cái dạy của thầy chúng tôi định bứng trưởng ban ra khỏi chánh điện thiền tông này.
Không ngờ có 4 câu hỏi bình thường của trưởng ban mà chúng tôi không trả lời được, thật là hổ thẹn. Nghe thầy Tiên Quy có lời hối lỗi nên trưởng ban nói một loạt 4 cái mà thầy Tiên Quy đòi đem ra tu như sau. Thầy bảo thầy của thầy dạy tu Phật, vậy Đức Phật bị hư chỗ nào mà đem ra tu, đem ra sửa? Thân của thầy bị hư chỗ nào mà đem ra tu, đem ra sửa? Tâm của thầy cấu tạo bằng gì, hình thể ra sao mà thầy đòi đem ra tu, đòi sửa? Tánh của thầy cấu tạo bằng gì và hình tướng ra sao mà thầy đòi đem ra tu và sửa? Trưởng ban nói và hỏi thầy Tiên Quy một loạt 4 câu tu Phật, tu thân, tu tâm và tu tánh. Thầy Tiên Quy thốt lên: "Cha ơi, từ trước đến nay tôi như người mù mà lại đi dạy cho người khác tu, còn đến đây lên giọng thầy đời hỏi khó trưởng ban nữa. Một loạt câu nói của trưởng ban tôi giống như người nhắm mắt mà chạy thật nhanh vậy. Khi đụng vật cản, bị lỗ đầu chảy máu mới chịu mở mắt ra. Chúng tôi xin thật tình hối lỗi với trưởng ban." Thầy Tiên Quy nói mà muốn khóc.